Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 1 tháng 2 năm 2023 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha phó thác chuyến tông du Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan cho Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Francisco lên đường tông du Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Và 12.000 bạn trẻ Ba Lan đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha phó thác chuyến tông du Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan cho Đức Mẹ. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trước ngày lên đường thực hiện chuyến tông du viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, vào chiều tối ngày 30 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện và phó thác chuyến tông du cho Đức Trinh Nữ Maria. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trong thinh lặng trước ảnh Đức Mẹ Maria là phần rỗi của dân thành Roma và phó thác cho Đức Mẹ cuộc tông du thứ 40 của Ngài. Theo dự kiến, vào sáng thứ Ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ Roma để thực hiện chuyến tông du trong 6 ngày tới Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Đây được coi là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đối với Cộng hòa Dân chủ Congo. Còn đối với Nam Sudan thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng viếng thăm quốc gia Phi Châu này. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hai quốc gia Phi Châu này được gọi là cuộc hành hương hòa bình với thông điệp là hòa giải và hy vọng. Theo chương trình đã định, Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2. Sau đó, Ngài sẽ đến thăm Nam Sudan cho đến ngày 5 tháng 2. Đức Thánh Cha Francisco lên đường tông du Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Sau gần 7 tiếng bay từ Roma, vào lúc 2 giờ 45 chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã đến sân bay quốc tế Dili của thủ đô Kinshasa, bắt đầu chuyến tông du tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tại thang máy bay, Đức Thánh Cha được Thủ tướng Sama Nukonde chào đón và hai em nhỏ tặng hoa cho ngài. Kế đó, Đức Thánh Cha và Thủ tướng đã vào sảnh VIP của sân bay trong nghi thức chào đón. Tại đây, Đức Thánh Cha đã có cuộc trò chuyện ngắn với Thủ tướng. Sau đó, một số hồng y tháp tùng đã đến chào Thủ tướng và được Đức Thánh Cha giới thiệu. Sau nghi thức chào đón ngắn, Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã được hộ tống đến dinh quốc gia cách sân bay 25 km. Tại đây đã diễn ra nghi thức tiếp đón chính thức. Sau khi tiếp đón chính thức, Đức Thánh Cha đã có cuộc thăm hữu nghị Tổng thống với cuộc gặp riêng, trao đổi quà tặng và Tổng thống giới thiệu thành viên của gia đình. Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống chiếc mề đay được thiết kế riêng cho chuyến tông du của ngài đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Trên đó có hình ảnh chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, bay lượn trên vùng đất châu Phi, cùng với phần trên của một cây thánh giá. Đây là lời chúc lành của Đức Thánh Cha trên những vùng đất bị chiến tranh, dịch bệnh và thiên tai. Sau cuộc gặp riêng với Tổng thống, Đức Thánh Cha đến vườn của dinh quốc gia để gặp giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Bạn trẻ Ba Lan đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Vào ngày 27 tháng 1 vừa qua, Văn phòng Toàn quốc Ba Lan về Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã cho biết, trong số hơn 400.000 bạn trẻ đã đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8 năm nay, có tới 12.000 bạn trẻ đến từ Ba Lan. Tổng thư ký của văn phòng này còn cho biết thêm, số tham dự viên người Ba Lan sẽ còn gia tăng và có thể lên tới 15.000 người khi càng ngày càng có những nhóm thiện nguyện mới đăng ký tham gia. Mức chi phí cho 2 tuần lễ tại Ba Lan, trước tiên tại các giáo phận và sau đó tại thủ đô Lisbon, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, được dự kiến là khoảng 850 euro. Chatoma Kaprianiuk, giám đốc văn phòng tại Ba Lan về Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho hay, đối với các bạn trẻ, số tiền này là rất lớn, trong khi văn phòng không có khả năng đồng tài trợ chi phí cho chuyến đi. Vì thế, cha khuyến khích các bạn trẻ hãy có những sáng kiến tổ chức quyên góp và gây quỹ trong các giáo xứ. Cha cũng hy vọng các bạn trẻ từ Ukraine cũng có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon. Vì thế, một chiến dịch lạc quyên dự kiến sẽ được phát động với khẩu hiệu Vé cho Ukraine. Chuyên mục suy tư tản mạn. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn vào cây bút bi, tưởng chừng như sự đơn điệu và nhỏ bé của nó lại viết lên và là bạn đồng hành với biết bao tầng lớp lớn nhỏ trong xã hội. Cũng vậy, khi sinh ra ở đời, dù ta có ở vạch đích nào đi chăng nữa, hãy làm cho cuộc sống này thêm tươi đẹp và tràn đầy tình yêu.
Mời quý vị cùng trải lòng qua bài viết Tâm sự của cây bút của tác giả Mây Lang Thang. Tôi tên là Bút Bi, người miền Nam gọi tôi là cây viết. Anh em họ hàng nhà tôi rất đa dạng về tên gọi, hình dáng và chức năng khác nhau. Bút chì, bút bi, bút máy, bút màu. Nhưng chúng tôi có cùng một chức năng là dùng để giúp mọi người bày tỏ điều họ muốn diễn tả cho người khác biết những suy nghĩ hay ước muốn của mình ngang qua việc dùng chúng tôi để viết hoặc vẽ. Với một thân hình bé nhỏ, tôi được cấu tạo bởi hai phần, ruột bút và vỏ bút. Âm thầm trong dáng vẻ bé nhỏ, nhưng tôi đã là người bạn đồng hành với mọi người qua những năm tháng, những giai đoạn khác nhau của đời người. Thực tế đã chứng minh, dù sự phát triển của công nghệ khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông kỹ thuật số có vượt bậc và hiện đại đến đâu, thì tôi cũng có một chỗ đứng tương đối quan trọng và khó có thể thay thế trong đời sống xã hội. Quả thật, tôi đã gắn bó với hầu hết các học sinh, sinh viên, những người đã đi làm. Không một đồ dùng hay thiết bị văn phòng phẩm nào có thể thay thế được tôi. Tôi đồng hành với các bạn nhỏ ngay từ khi mới lần đầu tiên run run cầm cây bút viết lên chữ O, chữ A. Tôi đồng hành với các sĩ tử trong các kỳ thi quan trọng mang tính quyết định cho hành trình tương lai. Tôi là vật không thể thiếu khi những chàng trai muốn viết thư tỏ tình với những người mình thương. Tôi cùng vui cùng buồn với mỗi người trong những trang nhật ký. Tôi giúp những người khiếm thị viết lên những ý nguyện của mình. Tôi giúp các ông giám đốc khi ký kết những hợp đồng làm ăn. Tôi có mặt trong các buổi ký kết hiệp định, giao ước quốc tế giữa các quốc gia. Như vậy, có thể khẳng định, thế giới này cần tôi và cần sự trợ giúp của tôi. Một khảo sát trên toàn thế giới cho thấy, cứ một giây thì bán được 57 cây bút bi. Nghĩ về cuộc đời sinh ra để viết như mình, tôi thấy thật vui và hạnh phúc. Trần trùi trụi bước vào trần gian. Tôi không có gì ngoài chữ phục vụ. Dòng mực trong lòng tôi cứ thế tuôn ra cho đến khi tôi cạn kiệt. Lẽ thường tôi chỉ được coi là một vật vô tri vô giác, nhưng tôi không buồn vì điều đó. Thay vào đó, tôi vẫn luôn vui vẻ đón nhận theo như cái tôi là. Quả thế, dù khi được trưng bày trên những chiếc tủ sang trọng trong các căn phòng, được nằm trong những bóp bút xinh đẹp, được nâng niu trên túi áo ngực, hay là khi bị bỏ quên dưới gầm bàn đầy bụi bẩn, bị quăng vào thùng rác với vô số chất thải khác, giữa những hôi thối, tôi vẫn cứ vui vì mình đã cho đi không giữ lại cho riêng mình. Tâm sự của cây bút đã giúp tôi hiểu rằng, đã là một con người được sinh ra và tồn tại trên cõi đời này, thì dù bất cứ là ai, là giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, là cha, là mẹ hay là con cái, là người giàu hay người nghèo, là trai hay gái, là già hay trẻ, mỗi người đều là một cây bút. Với một vị trí, chức danh và nhiệm vụ khác nhau như bút bi, bút chì, bút màu, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm phải cho đi, phải phục vụ, phải dùng cây bút của đời mình để viết lên những trang sử cuộc đời đẹp nhất cho mình và cho người khác. Bởi đó, mỗi người hãy thôi ích kỷ, nhưng là quảng đại tuôn ra những dòng mực yêu thương từ đáy lòng mình, ngang qua việc trao ban những khả năng mà đấng tạo hóa đã phú bẩm để sẻ chia và nâng đỡ người khác. Mỗi người hãy ý thức sự có mặt của mình trên cõi đời này để không là cây bút đẹp về hình dáng, nhưng trong lòng lại trống rỗng, để không bao giờ phải hối tiếc vì những năm tháng mình đã sống hoài, sống phí. Thương mến cây bút yêu thương. Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!